tin là ngoài kia có người nào đó cùng chung niềm đam mê với mình, điều họ làm với những cô gái đó. Cô ấy đã nhìn chằm chằm vào mắt tớ. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thực sự trân trọng nó. Về đề nghị của anh hôm nọ, tôi đồng ý. Chúng ta chia tay đi. Ở nhà tối thứ sáu, đón xem vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Red by HBO. Chào buổi sáng, quý thính giả thân mến. Mùa xuân của năm 2016 đã xua tan mặt sương mờ, còn mùa hè đang đến gần. Vào thời điểm này trong năm, người lao động ở nông thôn lại bắt đầu đổ về các thành phố lớn. Theo các số liệu gần đây, do Sở Thống kê Thành phố Bắc Kinh và Cục Thống kê Quốc gia, thì dân số của Bắc Kinh đã tăng thêm 455.000 người trong năm ngoái, nâng tổng số lên 21.148.000 người vào cuối năm 2014. Trong đó, số người nhập cư ở lại Bắc Kinh từ 6 tháng trở lên đã tăng thêm 316.000 người, nâng tổng số lên thành 8.027.000 người. Các chuyên gia cho biết, có mối liên hệ khả quan giữa dân số tăng và tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở một khu vực nhất định sẽ thu hút. Bộ phim dành cho tình yêu. Ái Phi à, từ lúc chúng ta chia tay ở vườn Thượng Uyển đến nay cũng đã khá lâu rồi. Nhân lúc cuốn sách mới của ta vẫn chưa được xuất bản, nàng định phục vụ ta thế nào đây? Thiếp biết làm gì đây? Thiếp lại đang đến tháng mất rồi. Thiếp không thể phục vụ hoàng thượng đâu. Ta tưởng là nàng vừa mới hết chu kỳ, sao lại tới nữa rồi? Nàng nói dối ta. Chàng hãy nghe đây. Kiếp này chàng vĩnh viễn thuộc về thiếp, và cả kiếp sau cũng vậy. Chờ anh một chút nhé. Tào Văn, cuốn sách này dành cho thế hệ trước những năm 50-60 và những người sắp chết à? Bọn 9X sẽ không bao giờ đọc cái này đâu. Cốt truyện thì cũ rích, không hào nhoáng, thời thượng gì cả. Tôi muốn các nhân vật, cốt truyện, câu từ phải hoa mỹ, chứ không phải một tác phẩm phê phán. Trong xã hội hiện nay, còn ai nghĩ đến phê phán nữa chứ? Những đứa não chim đấy chỉ quan tâm đến việc tiêu khiển thôi. Cuốn sách của cậu sâu sắc đấy, nhưng không bán được. Không còn ai muốn bàn luận về thực tại, xã hội tương lai và tình yêu vĩ đại cũ rích nữa. Toàn những lời nhảm nhí. Sách hay là sách bán được tiền? Anh yêu, đừng buồn nữa. Làm gì có tác giả nổi tiếng nào không bị nhà xuất bản từ chối cơ chứ? Nếu nhà xuất bản này không thích thì chúng ta tìm nhà xuất bản khác. Có gì to tát đâu. Anh ra mở cửa đây. Bà chủ, vẫn còn ngủ cơ à? Đang là cuối tuần nên chúng tôi ngủ nướng một chút. Bà lên đây làm gì thế? Tôi mà không lên đây thì cô cậu sống miễn phí ở cái nhà này luôn. Bà cứ hay nói đùa. Bà cho chúng tôi thêm thời gian được không? Tôi sắp được trả nhuận bút rồi. Cho cậu thêm thời gian à? Tôi cũng phải nuôi gia đình. Ai sẽ giúp tôi đây? Tôi thấy cứ theo đúng hợp đồng mà làm. Đúng là căn hộ này nằm ở phía đông đường vành đai 5, nhưng họ sắp xây đường vành đai 7 rồi. Hơn nữa, đây là Bắc Kinh, là thủ đô. Cậu định lừa tôi đấy à? Cậu cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi chứ, đúng không? Ngoan nào, để tao đếm tiền. Tốt quá, cô đúng là đáng yêu. Bà về cẩn thận nhé. Chào bà. Sao thế anh?
Bọn mình tiếp tục nhé. Thôi chết, đến thật rồi. Cái gì? Của em đây, mau. Đồ ngốc. Chị gái em ở quê lên rồi. Chị gái em làm sao bây giờ? Đồ của anh. Chị ơi, sao chị đến đây? Em có nhà sao không ra mở cửa? Chị gõ cửa lâu lắm rồi đấy. Em đang ngủ, sao chị đến mà không gọi điện báo trước? Chị gọi, em có bao giờ nhấc máy đâu. Tại chị suốt ngày đổi số, em không biết số nào là số của chị nữa. Đồ này là của chị à? Ừ, mẹ bảo chị mang cho em. Mẹ sợ em ăn uống không đầy đủ. Mùi gì thế nhỉ? Cứ từ từ, em bên nốt nhé. Vâng. Đúng là đồ hư đốn. Ở nhà mà không ra mở cửa, chị đợi rất lâu rồi đấy. Chị cởi áo ra đi. Em hút thuốc à? Không ạ. Chị đang tìm gì đấy? Chị xem xung quanh thôi. Vâng ạ. Chị, sao vậy? Chị tìm cái gì thế? Không có gì. Chị, giường này cũng được đấy. Cũng êm. Chị, chắc chị mệt rồi. Dĩ nhiên rồi, chị đi tàu cả ngày mà. Em sẽ đặt cho chị một phòng cỡ lớn ở khách sạn bên kia đường. Chị sẽ được tắm và đi ngủ. Sao hả? Em nói cái gì vậy? Khách sạn bên kia đường ư? Phòng cỡ lớn ư? Chị đến tận đây thăm em mà em lại đưa chị đến khách sạn à? Người làng mà biết chuyện này thì họ sẽ nói gì đấy? Hơn nữa, em lại còn phải tốn tiền thuê phòng cho chị. Phải rồi, sao em không nghĩ đến cơ chứ? Chị nói đúng không? Đúng ạ. Em đang làm gì thế? Tập yoga. Đẹp dáng, đẹp da, giảm đau lưng. Lưng chị cũng hay đau. Ra phòng khách đi, em dạy chị. Nào, mau lên. Em ngồi đi, chị có chuyện muốn nói với em. Vâng. Gì thế ạ? Em cũng lớn tuổi rồi. Có kế hoạch gì chưa? Ý chị là sao ạ? Kết hôn ý. Em không định kết hôn à? Sao phải vội thế? Em vẫn còn trẻ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Còn trẻ là sao? Bây giờ đã 28 tuổi rồi đấy. Già hơn nữa thì đến các cụ ông cũng không thèm lấy em. Lần này chị đến thăm em chỉ với một mục đích là thay mặt mẹ gặp con rể tương lai. Nhà em có chuột à? Không. Chị ơi, em làm gì thế? Em đùa với chị thôi. Vừa đến, chị đã thấy có gì đó rất lạ. Em giấu ai trong này à? Làm gì có. Không có gì thật à? Trong tủ à? Đúng không? Bên này không có ai thật mà. Làm gì có ai đâu. Chị ơi, trước khi vào đây em thấy anh rể gọi đấy. Chị có trả lời điện thoại không? Ừ.
Anh làm cái gì thế? Giúp anh với, mau lên. Em phải giúp anh, anh không nhịn nổi nữa. Em giết anh mất. Quay lại, đứng im đấy. Sảng. Em làm gì thế? Không có gì ạ, thật không tin nổi. Cả buổi sáng nay em làm tình làm tội chị. Em có biết chị bị huyết áp thấp không? Chị à, em đưa chị đi mua sắm. Chị nghĩ không được đâu. Sáng nay chị đi tàu, rồi sang xe buýt, rồi đi xích lô. Cả sáng nay chị không nghỉ ngơi rồi. Em định mua sắm gì à? Chị nghe đến Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc chưa? Là nơi mua sắm tuyệt nhất ở Bắc Kinh với các thương hiệu hàng đầu. Em cứ làm như đủ tiền mua sắm ở đó. Chị bảo này, em cưới chồng giàu đi, rồi bảo anh ta mua cho em. Chị đi đâu thế? Chị vào nhà vệ sinh. Tào Văn, anh ấy đâu rồi? Nhà vệ sinh. Chị ơi, chuyện gì? Em muốn đi vệ sinh. Chị đang đi rồi, em đợi được không? Chị mau lên. Chuyện gì thế? Cứu anh với. Sảng ơi, em lại còn bảo vệ hắn à? Chị ơi, bình tĩnh. Lại còn né à? Lại đây, tránh ra. Anh ấy là bạn trai em. Bảy năm à? Em để cho cậu ta lợi dụng mình 7 năm trời à? Em là con gái, em biết không? Sao em lại sống với đàn ông? Bọn em chung thủy với nhau. Một ngày nào đó, bọn em sẽ kết hôn, đúng không? Phải, nhất định sẽ kết hôn. Kết hôn á? Được, hãy bàn về chuyện hôn nhân. Ngồi cho ngay ngắn. Cậu làm nghề gì? Em, nhà văn ạ, thợ săn á. Em xin chỉ là giáo viên tiểu học mà, có văn hóa chút đi. Anh ấy là nhà văn, chuyên viết sách, thế à? Thế sách của cậu có bán ở hiệu sách Tân Hoa không? Dạ... có ạ. Thì sao? Sao là sao ạ? Anh ấy có thể kiếm được hàng trăm nghìn tệ. 5 năm rồi chị không mua cuốn sách nào. Kiếm được nhiều tiền thế cơ à? Sách của anh ấy bán chạy nhất. Mỗi cuốn sách được bán ra là anh ấy được trả 2 tệ. Có hàng trăm ngàn cuốn được bán ra. Chị tính được số tiền không? Cậu có nhà không? Có ạ. Em im đi. Cậu trả lời tôi. Có ạ. Chị ơi, anh ấy là người ở đây. Căn hộ mà bọn em đang sống đây là của nhà anh ấy, phải không anh? Phải. Em là người Bắc Kinh gốc. Sao anh lại nhìn em? Chị gái em ngồi đây cơ mà. Chúng ta phải nói thành thật, không thể vòng vo đâu. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Tớ nghĩ chị cậu đến Bắc Kinh là có kế hoạch ngầm đấy. Hoặc là chị ấy không thích chàng trai bình dân như Tào Văn và muốn hai người chia tay. Hoặc là chị ấy cho phép hai người sống với nhau với điều kiện là phải cưới ngay. Chắc chắn là vế trước rồi. Người miền Nam chúng ta có tiêu chuẩn rõ ràng trong hôn nhân. Phải có ô tô, có nhà và khoản tiết kiệm. Nhưng quan trọng nhất là của hồi môn. Đấy không phải truyền thống của riêng miền Nam. Đấy là truyền thống 5.000 năm văn hiến của người Trung Quốc. Vậy mà đòi học thạc sĩ. Hay cậu học nhiều quá nên xa rời thế giới rồi.
calling out. I want to be the one to catch you if you're falling down, to be the one to tell you everything will be alright. I wanna be the one to hold you when you sleep at night. I want to be the one who you would come running to help you out in any way if you need me to be the one who always knows just what you're thinking, to be the one. Chương trình Ở nhà tối thứ sáu trong tháng này. Tôi tin là ngoài kia có người nào đó cùng chung niềm đam mê với mình. Điều họ làm với những cô gái đó. Cô ấy đã nhìn chằm chằm vào mắt tớ. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thực sự trân trọng nó. Về đề nghị của anh hôm nọ, tôi đồng ý. Chúng ta chia tay đi. Ở nhà tối thứ sáu, đón xem vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Red by HBO. 죽은 황충남이가 김혜경을 공갈 협박한 모양인데 여자 때문에 칼부림 난 거죠. 박준희 확실해? 박준기 애는 어떤 년이? 안녕하세요, 김 사장님. 여기는 우리 가게 마담. 어떤 새끼십니까? 잘 부탁해. 왜 반말이에요? The Shameless. Xe của em à? À vâng ạ. Chị ơi, nhìn này. Đây này chị. Cái này để làm gì? Chị đặt tay lên đây. Thoải mái thật, cứ như đang ngồi trong ghế bành. Chị ơi, qua đây xem này. Văn, anh thấy thế nào? Không, đắt quá, đắt quá. Không đắt đâu. Chị việc gì phải tiết kiệm tiền cho anh ấy. Thế cái nào chị cứ lấy đi, chị thích là được mà. Không đâu, đắt quá, đắt quá. Không lấy cái này. Cái này đẹp quá, chị cứ thông thả. Em ra ngoài nghe điện thoại. Ừ. Alo, Tiểu Cường. Cái gì? Làm sao tớ làm được? Tớ đang... Thôi được rồi. Chị chọn đi. Chị cứ thong thả nhé. Em qua đây một chút rồi quay lại ngay. Sao thế ạ? Sếp của Mã Tiểu Cường phải đón người ở sân bay ngay. Nó bảo anh phải trả lại xe. Mình về thế nào bây giờ? Hay là em với chị bắt xe taxi về nhé. Mã Tiểu Cường chẳng đáng tin gì cả. Sếp của nó mà, biết làm sao được. Anh đi đi. Chú ý an toàn nhé. Chào em. Quay lại đây. Anh đi đây. Về sớm nhé. Ừ. Taxi, có người rồi chị ạ. Taxi. Này, anh kia. Này Lương Sảo, lên xe đi. Thắt dây an toàn vào. Vâng, tôi tự làm được. Cảm ơn anh. Giấy của cô đây, cảm ơn anh. Đây là... À, tôi quên không giới thiệu. Đây là chị gái tôi. Chị ơi, đây là giám đốc Lưu. Anh ấy là sếp em. Chào sếp Lưu. Đừng gọi tôi như thế. Tôi là bạn của Sảng thôi. Sao trời mưa thế này mà hai người còn ra đường chơi? Đâu có, chúng tôi đang bắt taxi. Tôi bảo cô mua xe lâu rồi mà. Không cần đâu. Bạn trai nó cũng có một chiếc BMW. Giống như chiếc này, tiện nghi lắm. Nhưng nó bận công chuyện nên không qua đón chúng tôi được.
anh yêu gọi. Anh yêu gọi. Chị ơi, em tắm xong rồi. Sảng. Anh gọi em mãi, sao em không nhấc máy? Thế à? Hả? Em không nghe thấy. Chị, em xin lỗi, không có gì đâu. Bọn chị gặp anh Lưu, sếp của nó, và được anh ấy trở về, không sao đâu. Uống đi này. Không cần đâu, sếp Lưu. Uống đi. Là lệnh đấy. Đắng thế. Trời ơi, đắng thế. Thuốc đắng dã thật mà. Cảm ơn anh. Anh là Doraemon à? Cứ mỗi lần uống thuốc, con gái tôi lại phải ăn kẹo. Nên trong túi tôi lúc nào cũng có kẹo. Bao giờ thì công ty mới có dịp gặp con gái sếp đây? Nó ra nước ngoài rồi. À phải, chúc mừng cô. Vì cái gì ạ? Không phải bạn trai cô mới mua xe sao? Chắc là viết sách kiếm được nhiều tiền lắm. Anh hiểu nhầm rồi. Chỉ tôi nói linh tinh thôi. Đó là xe bạn trai tôi mượn của bạn. Một người có thể bị đánh bại, nhưng không thể bị khuất phục. Anh bạn, tôi tin vào anh, cố gắng lên. Cảm ơn tiền bối đã hiển linh. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Tôi sẽ không... Em làm cái gì vậy? Làm chị giật cả mình. Chị, muộn thế này rồi, chị còn ra đây làm gì? Trời mưa to quá. Chị sợ em sẽ bị cảm lạnh. Tào Văn, Lương Sảng từ bé đã được mẹ và chị nuông chiều quá. Con bé này nóng tính, mẹ và chị bất lực rồi. Nếu nó dồn ép em quá, em cứ chịu đựng, đừng trách nó. Không sao đâu chị ạ, em quen rồi. Quen rồi ư? Nó hay bắt nạt em lắm à? Sao gọi là bắt nạt được? Em là bạn trai cô ấy. Cô ấy không chút giận lên em thì còn lên ai nữa? Nghe em nói thế là chị nhẹ lòng rồi. Tào Văn, em đúng là người tốt. Có em chăm sóc cho Sảng, mẹ và chị cũng yên tâm được rồi. Cảm ơn chị. Chị cứ yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho Lương Sảng cả đời. Nếu tiện thì chị muốn được gặp bố mẹ em. Bố mẹ em ạ? Đúng vậy, hai đứa cũng lớn tuổi rồi, nên cân nhắc nghiêm túc chuyện kết hôn đi. Đó là ước nguyện lớn nhất của mẹ chị. Có vấn đề gì sao? Không ạ. Bên em chọn đời Lương Sảng. Chân tình vĩnh cửu Tào Văn. Một người có thể bị đánh bại, nhưng không thể bị khuất phục.
剑，正东方，甲乙木，青龙旗斩木能生火烈焰，黑烟高万丈，正南方，顶冰火，朱雀上开火，能生火烟能走起，正西方，正新金，五虎翻摇金能生。你这菜好，正安瓜。Thưa chú, thưa cô, hôm nay cháu mời cô chú đến đây để bàn chuyện hôn nhân của Tào Văn và Lương Sản. Tốt, tốt quá. Nói thật là cháu rất quý Tào Văn. Em ấy trực tính, tốt bụng và quan trọng là rất chân thật. Tào Văn là thằng bé ngoa, thằng bé ngoa ư? Thằng bé ngoan, thằng bé ngoan. Chú à, nghe giọng của chú thì hình như chú không phải người Bắc Kinh gốc. Tôi không phải người gốc ở đây, mẹ nó mới là người Bắc Kinh. Chúng tôi mỗi người một quê. Đúng rồi, cô là người Bắc Kinh gốc. Tôi là người Bắc Kinh. Ra vậy. Cháu muốn hỏi một câu, nhưng không chắc có nên hỏi không. Cháu cứ hỏi đi, đừng chị, đừng có cắt ngang lời chị, trật tự. Cháu hỏi nhé. Ừ, cháu hỏi đi. Cháu nghe Tào Văn nói gia đình mình rất có điều kiện. Nghe nói chú có mấy căn nhà liền. Bao nhiêu căn tất cả? Ba. Vâng, đúng là em nói thật. Chị ơi, đủ rồi đấy. Đừng có cắt ngang lời chị. Chị tét đít bây giờ. Hình như người ta chưa mang món ốc lợn lên đâu. Hai đứa đi hỏi xem. Em không đi. Chị ơi, không cần đâu ạ. Nhân viên phục vụ mang lên ngay ấy mà. Đúng đấy. Nhìn hai đứa kìa. Hai đứa sợ chị ngồi một mình với cô chú à? Sợ chị hỏi điều gì đó không nên chứ gì? Dĩ nhiên là không rồi chị. Nếu thế thì đi hỏi món đó đi. Dục họ mang lên nhanh. Sảng, mình đi hỏi đi. Bố mẹ, bố mẹ nói chuyện với chị nhé. Đi thôi. Em làm sao thế? Vậy phiền cô chú nhé. Đi đi. Anh kiếm đâu ra hai người đó thế? Mã Tiểu Cường bảo anh họ là hai diễn viên chuyên nghiệp, diễn xuất rất tốt. Thế sinh nhật của Tào Văn là hôm nào ạ? Mùng 8 tháng 10. Cháu nhớ là em nó bảo sinh nhật nó vào ngày 18 tháng 3 cơ mà. Không rẻ đâu, mỗi người 500 tệ đấy. Có khi bây giờ đã hỏng chuyện rồi. Chú ơi, ông nhà chú tên là gì ạ? Vương Đại Bằng. Tên chú tên gì ạ? Vương Thiên Lại. Còn con trai chú ạ? Vương Thiên Vũ. Tào chứ. Thế thì Tào Văn là ai ạ? Tào Văn. Ngay từ đầu anh đã thấy không nên nói dối chị em. Thế hóa ra là lỗi của em à? Em làm thế là vì ai? Anh không coi ý đó. Em làm thế là vì ai hả? Chúng ta làm gì bây giờ? Đã đi xa đến mức này rồi. Cứ giải quyết từng bước một. Chú nóng hả? Không, chú chỉ toát mồ hôi một chút thôi. Khăn đây ạ. Đây, ông lau mồ hôi đi. Hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà Trương Tuyết Mai, người thuê Tào Văn. Chị, tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi chị. Chỉ cần xin lỗi là xong à? Ngay từ đầu hai đứa đã coi chị như đứa ngốc. Đúng không? Không phải. Bọn em nói dối chị chẳng qua là vì bọn em sợ chị sẽ không cho bọn em yêu nhau. Đừng có hỗn với chị. Dĩ nhiên là chị không đồng ý rồi. Chị, em biết em không xứng với Lương Sảng. Em không có tiền, không có nhà, không có xe. Đừng nói nữa, anh phải nói.
Chị, dù em không có gì cả, nhưng em thật lòng yêu Lương Sảng. Em thề sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Cậu vẫn còn ngoan cố nhỉ? Cậu không có xe, không có nhà, không có tiền, thế thì cậu tự hào cái gì? Làm sao cậu mang lại hạnh phúc cho nó? Lúc này thì em chưa có gì, nhưng em còn trẻ. Em sẽ nỗ lực. Em tin rằng một ngày nào đó em sẽ có nhà, có xe, có tiền. Còn nó thì sao? Nó gần 30 tuổi rồi. Chị ơi, em chưa 30 tuổi, em im đi. Tào Văn, nó đã lãng phí 7 năm thanh xuân với cậu. Cậu có biết phụ nữ còn đợi được bao nhiêu lần 7 năm nữa không? Nếu còn đợi nữa thì lúc đó nó quá lứa lỡ thì rồi. Hai đứa nên chia tay đi. Sảng, hãy nghe lời chị một lần thôi. Chia tay với Tào Văn đi. Dù chị nói gì đi nữa, bọn em cũng không chia tay đâu. Em bị điên hay sao hả? Thôi đi, đau em. Đau quá. Được rồi, em nói Tào Văn tốt với em. Nó mang lại gì cho em nào? Sao em không thể tìm được người vừa giàu vừa tốt với em? Như thế chẳng phải là hoàn hảo hay sao? Chị, tình yêu không mua được. Tình yêu đáng giá bao nhiêu? Sảng, chị làm thế là muốn tốt cho em thôi. Chị thấy rõ là sếp của em đối xử tốt với em. Sao em không cân nhắc anh ta? Tiểu Sảng, chào sếp Lưu. Nhìn cô không được khỏe, tối qua ngủ không ngon à? Tối qua tôi cãi nhau với chị. Chị cô lo cho cô như mẹ vậy. Chẳng có người chị nào không thương em cả. Anh Lưu, tôi hỏi anh một chuyện được không? Có thật tiền quan trọng hơn tình yêu không? Cuộc đời đã dạy cho tôi một điều: tiền rất quan trọng. Dĩ nhiên nếu có cả tiền và tình yêu thì thật hoàn hảo. Có thể có cả hai thật sao? Cô chưa tìm được đúng người đấy thôi. Phải rồi, ngày mai khi bay sang thành phố khác, chúng ta hãy nói tiếp về cuộc đời mình. Nước của anh đây. Cô có khát không? Cảm ơn sếp. Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Cụng ly, cụng ly. Cụng ly. Giám đốc Lưu, cô Lương, để tôi lo phần lịch trình. Lương Phương, cô sắp xếp cho giám đốc Lưu và cô Lương nhé. Vâng, không cần đâu. Chúng tôi đã sắp xếp trước rồi. Có chuyện gì vậy? Cô ấy không hề tự sát. Chính anh đã giết cô ấy. Lưu Tiểu Lan, cô nghe được tiếng người chết đó. Đón xem bộ phim Lời Thì Thầm trên kênh Red by HBO. A baby, if she's a girl, what do we call her? Alice, who's this? She said help. I don't like the nanny. She creeps me out. She's eccentric. You're overreacting. I don't think I am. Now she thinks she can see things.
Hello? Grace. Tôi tin là ngoài kia có người nào đó cùng chung niềm đam mê với mình. Tôi không hẹn hò với đồng nghiệp. Anh có hứng thú với tôi à? Anh đã bao giờ phạm sai lầm khi say chứ? Kể cả khi say bí tỉ, anh cũng không gây ra rắc rối nào. Trung U, cứ vứt anh ấy ở đây đi. Giờ ta là một đôi rồi. Thật ư? Đón xem bộ phim Santa Barbara trên kênh Red by HBO. Cậu nói xem, tớ phải làm gì? Cậu chắn màn hình rồi, đừng chơi nữa. Tớ đã phân tích rất kỹ tình hình của cậu. Một người đàn ông đầu tư nhiều công sức như vậy mà vẫn không thành công thì phải có vấn đề ở đâu đó. Người xưa có câu, đừng có cố đấm ăn xôi. Tính cách cậu như thế, nếu cậu cứ cố đấm ăn xôi, cậu sẽ thất bại. Cậu có bố giàu rồi, cậu chẳng phải lo gì cả. Cậu triết lý từ bao giờ thế hả? Này, người khôn ngoan thì nương theo số phận. Tớ cảm thấy cậu nên đi đập đầu vào tường đi. Cô nghĩ gì thế? Nghĩ đến Tào Văn phải không? Cho tôi biết đi. Cô thích Tào Văn ở điểm nào? Tôi cũng không biết. Có lẽ vì anh ấy đơn thuần. Trong thế giới hiện đại, đơn thuần không phải là một lời khen. Anh ấy rất tốt với tôi. Vậy nếu tôi cũng tốt với cô thì cô sẽ thích tôi à? Anh Lưu, anh đừng đùa nữa. Tôi không đùa đâu. Tôi thích em từ lâu rồi. Em là bạn gái tôi nhé, anh Lưu. Tôi có bạn trai rồi, em đã chia tay rồi mà. Chỉ chia tay giả thôi. Đấy là do chị tôi ép tôi. Tiểu Sản, tôi xin lỗi. Tôi vội vàng quá. Lần đầu gặp em, tôi đã cảm mến em rồi. Tôi thích sự ngây thơ trong sáng của em. Nhưng bây giờ em đang đánh mất bản thân vì một gã đã bỏ em. Hãy quên anh ta đi. Tôi mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho em. Nếu tình cảm của tôi là cưỡng ép, tôi thà ở vậy cả đời. Tôi xin lỗi, anh Lương. Tôi xin lỗi, tôi không yêu anh. Nếu em không tin lòng thành của tôi sẽ chứng minh cho em xem. Nếu hôm nay tôi tìm được chiếc nhẫn này, em hứa sẽ làm bạn gái của tôi nhé, được chứ? Lưu Kiệt, quay lại đi. Tìm thấy rồi. Chị, em mua món sầu riêng chị thích này. Chị,
Chị ơi, chị ơi, để em nói hết đã. Tào Văn, tôi nói cho cậu nghe, đừng làm phiền em gái tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho hai đứa yêu nhau. Em có chìa khóa, đây là nhà em. Chị, em phải nói chuyện với chị. Tôi chẳng có gì để nói với cậu. Tôi đang ăn cơm, nhưng nhìn thấy cậu tôi chẳng muốn ăn nữa. Cậu mà không đi, tôi gọi cảnh sát đấy. Chị, em nghĩ chị nhầm rồi. Nhà này do em thuê, người nên gọi cảnh sát là em mới đúng. Tào Văn, đừng có đùa với tôi. Tôi gặp nhiều người như cậu rồi, tôi biết phải xử lý cậu thế nào. Chị, em phải nói với chị điều này. Dù chị có làm gì đi nữa, em cũng không bao giờ bỏ Lương Sảng. Được, nếu thế thì để tôi vẽ cho cậu một viễn cảnh. Một căn hộ hai phòng ngủ với tổng diện tích khoảng 100 m², nằm ở bên ngoài đường vành đai 5 của Bắc Kinh, giá 30.000 tệ một mét vuông, tổng cộng là 3 triệu tệ. Cậu viết một cuốn sách kiếm được 300.000 tệ, nghĩa là nếu cậu không ăn uống gì, sau 10 năm cậu sẽ mua được nhà. Lúc đó em gái tôi đã 40 tuổi, nó vẫn phải sinh con cho cậu. Cứ cho là nó sinh đẻ suôn sẻ đi. Cậu có tiền mua sữa cho con không? Không phải cậu đang thất nghiệp sao? Chị, đây không phải việc của chị, đừng động đến lòng tự trọng của em. Tào Văn, khi nào cậu có thể khiến người khác phải hổ thẹn thì hãy nói đến lòng tự trọng của mình. Em là đàn ông, em không tranh cãi với chị, nhưng sức chịu đựng của em có hạn thôi. Đừng có nhắc đến chịu đựng với tôi. Cậu lợi dụng em gái tôi 7 năm trời. Cậu đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông chưa? Hỏi em gái chị xem, em có phải đàn ông không? Đồ vô liêm sỉ. Chị, chị ơi. Chị, từ từ thôi. Có chuyện gì thế? Chị có sao không? Xả, em đây. Nếu em không chia tay với Tào Văn, chị sợ là chị không thể sống nổi. Xin chị đừng. Chị hãy nghỉ đi. Lát nữa em quay lại. Có chuyện gì vậy anh? Để anh giải thích, anh muốn nói gì nào? Dù chị em phản đối bọn mình, anh cũng không nên làm chị ấy kích động như vậy. Anh... Ở nhà tôi thứ sáu trong tháng này. Tôi tin là ngoài kia có người nào đó cùng chung niềm đam mê với mình. Điều họ làm với những cô gái đó, cô ấy đã nhìn chằm chằm vào mắt tớ. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thực sự trân trọng nó. Về đề nghị của anh hôm nọ, tôi đồng ý. Chúng ta chia tay đi. Ở nhà tôi thứ sáu, đón xem vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Red by HBO. 小心，三十一，奇葩极品，牛逼中的战斗机。我昨晚新的世界不需要男人。我，扎伊，从不和同一个女孩上第二次床。One night stud. I always wanna be the one whose name you're calling out. I want to be the one to catch you if you're falling down. To be the one to tell you everything will be alright.
I wanna be the one to hold you when you sleep at night. I want to be the one who you would come running to help you out in any way if you need me to be the one who always knows just what you're thinking, to be the one. Tôi cho em nghỉ vài ngày để em ở nhà chăm sóc chị. Cảm ơn sếp Lưu. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi tôi. Đừng ngại gì cả. Vâng, thế nhá. Anh về cẩn thận nhá. Chào em. Chào anh. Sao anh lại ở đây? Anh không ở đây thì ở đâu? Anh thật ngốc. Đáng lẽ anh phải biết anh ta thích em từ lâu rồi mới phải. Anh nói đến ai thế? Em biết anh đang nói đến ai mà. Sếp em thằng khốn đó. Sao anh lại chửi anh ấy? Sao em phải bảo vệ cho hắn? Sảng, đừng làm nữa. Nghỉ việc đi. Anh đùa em à? Em bỏ việc thì anh nuôi em ư? Em có thể tìm được việc khác mà. Không tìm được thì anh nuôi em. Em không muốn nói nữa. Sảng, em không thấy sếp em có ý đồ với em à? Anh lo cho em. Tào Văn, anh không hiểu à? Vấn đề nằm ở anh. Anh có vấn đề gì? Anh không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở em. Anh làm thế vì anh quá yêu em. Tào Văn, em không nói với anh nhiều vấn đề vì em không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Nhưng anh cũng nên hiểu rõ một chút. Sau ngần ấy năm, giờ anh nên cư xử như một người đàn ông đi. Mau lên, có người nhảy lầu. Cứu, có người nhảy lầu. Có người nhảy lầu ở đằng kia. Mau, mau lên. Chị ơi, đừng nhảy. Chị ơi, không được nhảy. Chị ơi, chị ơi, xin chị đừng làm thế. Xuống đây rồi mình từ từ nói chuyện, được không? Em lên đây làm gì? Em có nghe lời chị nói đâu. Em quan tâm đến cậu này chứ không quan tâm đến chị và mẹ. Chị không biết giải thích sao với mẹ. Cuộc đời chị không còn ý nghĩa nữa. Chị đừng nói vớ vẩn nữa được không? Vớ vẩn ư? Nhìn chị đi. Nhìn cuộc hôn nhân của chị. Thấy em đi vào vết xe đổ, sao chị có thể không ngăn em chứ? Chị cho em hai lựa chọn. Em chọn chị hay cậu ta. Em phải làm gì đây? Được rồi, khó khăn quá hả? Chị là chị em đấy. Cậu ta ở cạnh em bao lâu hả? Được thôi, hẹn em kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là chị em. Chị, em hứa với chị. Chị xuống đã được không? Chị muốn em chia tay với anh ấy chứ gì? Em sẽ làm ngay đây. Anh Tào Văn, chị em vì chuyện chúng ta mà chẳng thiết sống nữa. Em không thể ở bên anh được nữa. Chúng mình chia tay nhé. Được. Anh bảo chị em đi. Chị, xin chị xuống đây. Bọn em chia tay rồi. Bọn em chia tay thật rồi. Em coi chị là đồ ngốc à? Nhìn đi, hai đứa nắm tay nhau, còn nháy mắt với nhau nữa. Em nói dối chị. Chị thôi đi được không? Buông ra. Chị muốn nhảy xuống chứ gì? Được. Em nhảy theo chị. Em cũng không muốn sống nữa. Nguy hiểm lắm. Sảng, đừng, đứng im. Sảng, Sảng, cẩn thận. Chị còn nhảy nữa không? Chị sai rồi. Sảng, Sảng,
sảng. Sảng, hãy chia tay đi. Anh không muốn là gánh nặng cho em nữa. Anh Văn, đừng trẻ con nữa. Em sẽ nói chuyện với chị. Được không anh? Sảng à, em là người anh yêu nhất. Anh không muốn em phải khổ khi ở cạnh anh. Em không sợ khổ. Em chẳng có gì cả. Vậy em sẽ nuôi anh. Em không thể chia tay với Tảo Văn được. Em xin lỗi. Sả, vâng. Em mua vé tàu cho chị được không? Chị muốn về nhà. Mua hai vé đi. Mua ba vé đi. Bảo Tào Văn về cùng chị em mình. Cảm ơn chị. Mẹ bị làm sao vậy chị? Ung thư phổi. Giai đoạn cuối. Sao chị không nói với em? Sao chị không nói với em? Mẹ ơi! Tôi xin chia buồn. Anh rể, nếu hai con thực lòng yêu nhau, hai con sẽ hạnh phúc mãi mãi. Duyên phận tới thì đừng chần chừ, hãy cưới nó đi. Sống trên đời này, ngoài khỏe mạnh hạnh phúc ra thì còn mong gì nữa? Nếu con không được sống theo ý mình thì mẹ sẽ buồn lắm.
Sao ai cũng có xe có nhà mà em chẳng có gì? Em vẫn phải đi thuê nhà ở Bắc Kinh. Em không giỏi bằng người khác hay sao? Nếu yêu ai, cậu nên mang lại hạnh phúc cho người ấy. Nhưng cậu không làm được, nên cậu hãy rời xa Lương Sảng đi, được không? Ở nhà tôi thứ sáu trong tháng này. Tôi tin là ngoài kia có người nào đó cùng chung điều đam mê với mình, điều họ làm với những cô gái đó. Cô ấy đã nhìn chằm chằm vào mắt tớ. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thực sự trân trọng nó. Về đề nghị của anh hôm nọ, tôi đồng ý. Chúng ta chia tay đi. Ở nhà tôi thứ sáu, đón xem vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Red by HBO. I've just been informed that someone has been killed. Would you like to comment on this? Justice served. Justice served. So you're saying you had something to do with this? Yes. I killed him. Miss J contemplates her choice. Có chuyện gì vậy? Cô ấy không hề tự sát. Chính anh đã giết cô ấy. Lưu Tiểu Lan, cô nghe được tiếng người chết đó. Đón xem bộ phim Lời Thì Thầm trên kênh Red by HBO. Anh yêu, anh về rồi. Nhìn này, em mua hai con cá mới rồi. Đáng yêu không? Có. Đôi cá tình yêu của chúng ta trở lại rồi. Từ giờ, mình đừng cãi nhau nữa, anh nhé. Bọn mình nên sống đơn giản và vui vẻ bên nhau, được không em? Sảng à? Anh có chuyện muốn nói với em. Chờ chút, em qua đây. Anh nói đi. Anh đã mua vé tàu ngày mai rồi. Anh định về quê. Vâng, em về cùng anh. Mình sẽ đăng ký kết hôn ở quê anh. Anh chỉ mua có một vé thôi. Một ư? Bây giờ có phải là dịp Tết đâu, nhưng vẫn thiếu vé hả anh? Anh đã hiểu ra rồi. Anh không thuộc về thành phố này. Chúng ta đang theo đuổi mơ ước ở một thành phố không có ước mơ. Đó chính là thông điệp anh muốn truyền tải trong tiểu thuyết của mình. Miệng mai thay, anh muốn về quê để phát triển sự nghiệp đúng không? Thế cũng được. Dù sao em cũng không thích ở đây. Đông đúc, chật chội, con người thì rừng rưng hối hả. Sống ở đây không tốt. Vậy thì em sẽ phu sướng phụ tùy. Anh đi đâu em theo đấy. Mình sẽ cùng gây dựng ở quê anh và chào tạm biệt thành phố lớn này. Sao anh? Anh quyết định về một mình. Không phải chứ? Thế còn em thì sao? Sảng, anh đã hiểu ra rồi. Chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm. Anh không xứng với em. Anh không mang lại hạnh phúc cho em. Chúc em được hạnh phúc.
Văn. Dậy đi. Đồ khốn nạn, đồ hèn. Anh quên mình hứa gì với nhau à? Mình hứa sẽ cùng ở lại Bắc Kinh và nỗ lực vì ước mơ của mình. Ai là người đã bảo em rằng cứ ở lại Bắc Kinh là có hy vọng, còn nếu về quê nhà thì không có hy vọng gì cả. Anh hối hận rồi à? Anh sợ rồi chứ gì? Anh muốn chạy trốn về quê chứ gì? Thế còn em thì sao? Dậy đi. Tào Văn. Tào Văn. Em cãi nhau với chị là vì anh. Vì anh. Em sẵn sàng làm mọi thứ. Anh không có gì trong tay. Em đã nói em sẽ nuôi anh 7 năm. Suốt 7 năm em chưa hề phàn nàn lời nào. Em đã trao cho anh tất cả. Bây giờ em còn đánh mất cả chính mình. Tào Văn. Cô bị điên à? Chú ơi, tôi xin lỗi, tôi không sao. Chú mau đưa tôi ra ga tàu được không? Tiểu Sảng. Tiểu Sảng. Giám đốc Lưu. Chào anh, chào anh. Anh đưa cậu ấy đi đâu thế? Cô Triệu, tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ đưa Tiểu Sảng đi uống rượu nữa. Chuyện gì thế này? Chính cậu ấy đưa tôi đi mà.
Em tỉnh rồi à? Sao còn đứng ở đó? Qua đây ăn đi. Thơm không? Em ăn thử đi. Anh cũng ăn đi. Anh nói thật với em, không có ai đáng để em phải rơi lệ. Người xứng đáng với em sẽ không làm em khóc. Anh xin lỗi, chắc anh nói sai rồi. Anh chỉ muốn nói rằng nếu một ngày nào đó em chấp nhận anh, anh hy vọng em sẽ đeo cái này đến gặp anh. Tôi xin lỗi. Tôi đi đây. Chào anh, tôi ở bên chuyển phát nhanh, mời cô ký vào đây. Em Sảng, tớ đến muộn, không sao đâu. Để tớ giới thiệu cậu với chồng tớ, Vương Phát Tài. Chào cô, tôi là Phát Tài. Chào anh, tên anh rất hay. Chúc mừng anh, Phát Tài. Cảm ơn. Cậu lại đây, tớ bảo cậu cái này. Dù thế nào đi nữa, phụ nữ cũng phải tìm ai đó mà ổn định đi. Anh lưu tốt với cậu như vậy, cậu còn chần chừ cái gì? Đừng nói về tớ nữa, ngày vui của cậu mà. Vừa nhắc Tào Tháo đến liền. Xin chào, chúc mừng, cảm ơn anh. Chúc mừng, tặng hai người này. Có vẻ rất dày. Tôi cũng ở lại dự tiệc. Hai người vào trong ngồi đi, lát nữa gặp lại nhé. Ừ, chào nhé, cảm ơn anh. Tiếp theo đây, tôi trịnh trọng tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Mời cô dâu và chú rể lên đây. Cô dâu xinh đẹp đứng cạnh tôi đây là người tôi đã thầm ngưỡng mộ nhiều năm. Thực ra tôi thầm thích cô ấy từ hồi học sinh cơ. Nhưng cô ấy không cho tôi cơ hội nào. Tôi đến thành phố này cũng là vì cô ấy. Suốt thời gian đó tôi làm việc rất vất vả. Tôi muốn cảm ơn cô ấy đã cho tôi cơ hội. Sao thế em? Em vui quá. Anh có hận em không? Đã 3 năm rồi. Anh đã đợi em 3 năm. Anh không hận em thật ư? Anh sẵn sàng đợi em 30 năm. Anh phải lấy được em. Em giờ em chỉ làm bạn gái anh được thôi. Xin mời bạn bè và gia đình cùng đếm ngược với tôi. Nào, 3, 2, 1. Hôm nay là cưới mình hay cưới họ thế?
Cô tìm ai ạ? Cô tìm chú Lưu Kiệt. Mẹ, có người tới ạ. Ai thế? Để anh giới thiệu, đây là vợ cũ của anh, Vương Như. Cô ấy vừa từ bên Mỹ về. Đây là con gái anh, Lưu Tinh Tinh. Nào, con chào cô đi. Chào cô ạ. Chào cháu. Chắc em là Lương Sảng. Cuối cùng cũng gặp. Chào em. Chào chị. Em Lương, em vào đây ngồi đi. Không cần đâu ạ. Anh Lưu Kiệt là của mẹ con chị. Anh ấy không cưới em đâu. Em vẫn còn trẻ. Sau này em sẽ hiểu. Sảng à, anh đã nhận ra rồi. Chuyện của chúng ta ngay từ đầu đã là sai lầm. Tiểu Sảng, anh biết em hận anh, nhưng em phải trân trọng mạng sống của mình. Tôi sống hay chết cũng không phải việc của anh. Các người đều giống nhau. Con gái anh bị bệnh bạch cầu. Bác sĩ nói nếu vợ chồng mình có một đứa con nữa thì họ có thể cấy ghép tủy xương để cứu con bé. Lẽ nào trong lòng anh Lương Sảng quan trọng hơn mạng sống của con gái mình à?
Con bé còn nhỏ như vậy. Quá đáng thương. Tiểu Sảng, hãy hứa với anh, em đừng làm gì dại dột nữa. Yoon-bin. Cô là ai? Tôi á, kẻ bắt cóc. Tôi sẽ nói đơn giản. Chuẩn bị 1 tỷ won vào ngày mai. Tôi là ngôi sao phim hành động đấy. Nào. Siêu sao cái con khỉ. Đón xem nhiệm vụ bắt cóc siêu sao trên kênh Red by HBO. Bạn đang nghe đài phát thanh Hòa Bình Đài Loan. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Trần Ái Lâm, giáo viên dạy violon cho trẻ em, đã chán cảnh độc thân. Cô quyết định sẽ kết hôn trong vòng 1 năm, với mong muốn lấy chồng giàu để đổi đời. Những cuộc gặp mặt này liệu có giúp cô tìm được người chồng ưng ý? Anh là tài xế lái taxi à? Không thể nào. Đón xem bộ phim lãng mạn Ái Lâm trên kênh Red by HBO. Tôi tin là ngoài kia có người nào đó cùng chung niềm đam mê với mình. Tôi không hẹn hò với đồng nghiệp. Anh có hứng thú với tôi à? Anh đã bao giờ phạm sai lầm khi say chứ? Kể cả khi say bí tỉ, anh cũng không gây ra rắc rối nào. Trung U, cứ vứt anh ấy ở đây đi. Giờ ta là một đôi rồi. Thật ư? Đón xem bộ phim Santa Barbara trên kênh Red by HBO. Em sẽ về quê với chị. Tỷ em thôi. Em sẽ không bao giờ kết hôn. Cả đời này em sẽ sống với chị. Suốt thời gian qua, chị vẫn luôn giấu em một điều. Chị đã bắt Tào Văn bỏ em. Em ra nông nỗi này đều là tại chị. Chị, sao chị lại đến đây? Chị làm gì vậy? Có gì đứng dậy rồi nói. Nếu em không hứa với chị thì chị sẽ không đứng dậy. Em hãy rời xa Lương Sảng, có được không? Đây là chuyện giữa Lương Sảng và em. Thực ra họ đã qua đêm với nhau và cái hôm họ cùng đi công tác. Chị nghĩ Lưu Kiệt xứng với em gái chị hơn em nhiều. Chị tưởng rằng chỉ có Lưu Kiệt mới mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng ai mà ngờ được, khi em vừa chấp nhận Lưu Kiệt thì gia đình anh ta lại gặp chuyện như vậy. Nhìn em thế này, lòng chị đau như cắt. Sảng ơi, Đều tại chị. Chị à, chị làm gì thế? Chuyện cũng đã qua rồi. Số của em là thế rồi, em không trách ai cả. Hôm qua anh đã tái hôn với Vương Như. Tốt quá, chúc mừng anh. Tiểu Sảng, anh xin lỗi. Giữa em và con gái anh chọn cứu con bé.
Khoan đã. Anh nhận lại cái nhẫn, nhưng em hãy giữ ngôi nhà đi. Em quyết định về quê với chị gái rồi. Bắc Kinh không dành cho em. Nơi này không ưu ái em lắm. Đúng như những gì anh ấy nói, em không thể theo đuổi mơ ước ở nơi không có ước mơ. Em không thể rời khỏi đây, bởi vì người em yêu nhất vẫn ở đây. Bọn mình không tổ chức tiệc cưới đâu. Với lại không có nhiều người biết bọn mình đã ly hôn. Không khí ở Bắc Kinh ô nhiễm lắm. Em hãy bảo trọng. Bọn mình sẽ sắp xếp thời gian đi đăng ký kết hôn. Lần trước bọn mình ly hôn vội quá. Lúc khác em gọi lại nhé. Tào Văn chưa bao giờ rời bỏ em. Lúc em tự tử, chính cậu ấy đã đưa em vào bệnh viện. Nếu không, anh đã chẳng biết gì. Anh bảo anh sẽ chăm sóc cho Lương Sảng, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Anh quên lời mình nói rồi à? Tôi cũng có nỗi khổ riêng. Anh đi chết đi. Nếu anh phụ cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Đây là số của cậu ấy. Anh chưa bao giờ rời bỏ em. Anh vẫn luôn ở cạnh em. Anh đã nỗ lực rất nhiều. Sách của anh được xuất bản rồi. Giờ anh đã là biên kịch. Bộ phim truyền hình anh viết sắp lên sóng rồi. Lưu Kiệt rất yêu em. Anh chúc em hạnh phúc. Hãy quên anh đi. Anh là cá, em là nước. Không có em, anh không sống nổi. Anh mãi mãi yêu em. Đưa số nó đây, để chị gọi cho nó. Bỏ đi chị ạ. Chị biết Tào Văn vẫn ở trong tim em. Chị không cản em nữa đâu. Anh ấy vẫn ở Bắc Kinh, thế mà lại lừa em suốt 3 năm. Thứ tình yêu hư ảo này, em thả không có còn hơn. Tào Văn không về quê, sao lại không tìm đến cậu? Anh ấy nghĩ gì thế không biết. Này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy.
Đây là bức ảnh mà em thích nhất. Nhìn bên này đi. Em có thích không? Anh đã hứa sẽ mua ngôi nhà lớn cho em. Dù cửa sổ không nhìn ra biển, nhưng nhìn ra sân vận động tổ chim. Có em ở đây, ngôi nhà sẽ luôn rạng rỡ ấm áp. Em thích lắm. Em hãy cầm đi. Anh nghĩ cái nhà này là đủ để bù đắp những gì em đã phải chịu suốt 3 năm qua. 3 năm qua, tuy anh không xuất hiện trước mặt em, nhưng anh chưa từng rời bỏ em, nhưng anh không hề gọi điện cho em. Khi em không ngủ nổi, thì anh ở đâu? Khi em đau ốm, anh ở đâu? Anh ở đâu khi em nhớ anh? Anh xin lỗi đã làm em buồn, nhưng anh luôn tin rằng anh là cá, còn em là nước. Anh không thể rời xa em. Anh đã thấy cá khóc bao giờ chưa? Bây giờ em đang khóc. Anh có nhìn thấy không? Chuyện chúng ta đã kết thúc rồi. Sảng. Sảng. Khi chuẩn bị rời Bắc Kinh, cậu ấy đã nhìn thấy em khi tàu lăn bánh, nên cậu ấy không lên con tàu đó. Tào Văn, đồ khốn nạn! Cậu ấy luôn quan tâm em theo cách riêng của mình. Cậu ấy thề sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. Khi nào thành công rồi, cậu ấy sẽ tìm đến em. Thank you.
viết không ngừng nghỉ và liên tục gửi đến các nhà xuất bản. Cuối cùng, cũng có bước tiến. Cuốn tiểu thuyết Đứa trẻ mồ côi đáng yêu của Bắc Kinh đã được xuất bản. Cậu ấy đã trở thành nhà văn và biên kịch. Sau đó, sách của cậu ấy đã được dựng thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Cậu ấy mua được xe, được nhà. Cậu ấy muốn tìm gặp em sau khi đã có mọi thứ. Vậy sao anh ấy không làm thế? Lúc đó, em chấp nhận Lưu Kiệt mất rồi. Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Ở căng tin của trường, trên tầng 3, anh làm đổ canh lên người em. Em đã quay lại và nhìn anh. Cái nhìn đó đã kết nối cuộc sống của chúng ta 10 năm rồi. Có lúc em nghĩ rằng mình có thể quên anh và sống tốt một mình. Em đã gạt tất cả mọi người. Nếu quay lại được, em sẽ không bao giờ để anh rời bỏ em, kể cả là khi tóc anh bạc trắng và rụng hết, kể cả khi em già đi và da nhăn nheo. Em muốn được gục đầu lên vai anh ngủ. Nếu có thể, em muốn được thức giấc cùng anh ở một thế giới khác. Anh muốn ăn bánh kết. Em muốn làm trái tim anh. Quỷ mị phát khiếp, đừng phí thời gian nữa, nhảy đi. Tại sao em muốn làm trái tim anh? Vì nếu em không đập thì anh sẽ chết. Thank you.
究竟为了谁，生命的重担都一同担背，哪怕太崩溃。怎样的选择我才不会流泪，怎样爱才算完美，怎样的疲惫我才不会痛悔，就好像雨和水。自己的眼泪，一步步后退。Hết phim. Chương trình Ở nhà tối thứ sáu trong tháng này. Có tên là ngoài kia có người nào đó cùng chung niềm đam mê với mình, điều họ làm với những cô gái đó. Cô ấy đã nhìn chằm chằm vào mắt tớ. Nếu được trao cơ hội, tôi sẽ thực sự trân trọng nó. Về đề nghị của anh hôm nọ, tôi đồng ý. Chúng ta chia tay đi. Ở nhà tối thứ sáu, đón xem vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Red by HBO. Tôi nghĩ căn hộ này bị ma ám. Lưu Tiểu Lan, cứu tôi. Có chuyện gì vậy? Cô ấy không hề tự sát. Chính anh đã giết cô ấy. Lưu Tiểu Lan, cô nghe được tiếng người chết đó. Đón xem bộ phim Lời Thì Thầm trên kênh Red by H.